Tim Anh đây đo không? Ở dưới quê thì có nhiều chị. Dạ. Dẫn em về đâu đó không anh? Mấy chút bấm chuông anh dẫn em về em. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Tươi mới lên liền. Rồi. Em chào chị Cát Tường. Chào em. Em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Em chào tất cả các anh chị ngồi đây ạ. Xinh quá. Em cảm ơn chị. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Kim Ngân, em năm nay 25 tuổi. Em là kỹ sư chắc địa. Kỹ sư chắc địa. Dạ, cái ngành của em là ngành của con trai á anh Linh. Đúng rồi. Dạ. Sao cái ngoại hình với cái công việc không thấy không có liên quan gì nhau vậy ta? Tại vì em học thì hồi xưa cũng là học ngẫu nhiên thôi chị. Rồi, mời bạn nam. Dạ, anh chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và các anh chị có mặt trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Trường Khánh Thụy, là nhân viên trong phòng, là sinh sống làm việc tại quận 7. Bạn có biết là kỹ sư chắc địa là gì không? Chắc địa. Ừ, biết không? Nghĩa địa chắc đất. Địa đất. Dạ. Chắc địa là gì? Chắc đo đạc nhiều. Đúng rồi, đo đạc về đất. Bạn khối đất đem anh đây đo không? Dạ. Ở dưới quê thì có nhiều chị. Quê đâu? Dạ, quê Long An. Long An hả? Dạ. Dẫn em về đâu đó không anh? Không, mấy chút bấm chuông anh dẫn em về em. Đất dưới của ai vậy bạn? Dạ, đất dưới thì chắc của ba mẹ. Sao chắc đưa của ba mẹ chứ cũng chắc. Tên bạn này lạ, bạn đọc lại cái nè. Dạ, tên là Nguyễn Trương Khánh Thụy. Thụy. Thụy trong chữ đổ Thụy á anh. À, Khánh Thụy đó. Dạ. Đồ Thụy dày cơm đây, mỏng cơm đó. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, hôm nay em 27 tuổi. 27 tuổi, bạn bên kia 25 tuổi. Mấy người yêu rồi? Người yêu thì cũng ít thôi chứ không có nhiều. Ít là ít mấy? Một hay là chín? Dạ, cũng có ba người. Ba người? Dạ. Nhưng mà mối tình gần đây nhất là cách nhau cũng một năm mấy rồi. Ba cái cuộc tình như vậy, rút kinh nghiệm ra tại sao phải chia tay ba mối tình đó? Dạ, chắc tại em nhút nhát quá. Nhát đúng rồi, nãy giờ ngồi rung quá trời. Dạ đúng rồi. Thế còn mình thì sao? Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ, em có một mối tình hồi thời sinh viên chị. Có nhiều người đeo đuổi bạn không? Dạ thỉnh thoảng cũng có. Chị nghĩ là có nhiều đó chứ. Mình cũng nói chuyện vài ngày rồi thấy không hợp được thôi chị. Mới vài ngày chưa hiểu trơn mà. Ráng cố gắng níu kéo chừng vài tháng mới hiểu chứ. Cũng có người buồn cười lắm, đuổi đi uống cà phê xong rồi ngồi nói chuyện với mình cứ than. Dạo này anh khó khăn, anh làm không có tiền này kia kia nọ. Thế là em chạy mất dép luôn anh lên kì á. Đúng rồi, mới gặp nhau than khó khăn rồi. Bạn có gặp khó khăn không? Dạ cũng có, mà ít có than lắm. Ừ, không có than nha. Dạ. Gặp phụ nữ đừng mà than khó khăn nha. Anh than là em chạy luôn đó. Than là chạy luôn á nha. Nhưng mà cũng có thể là anh khó khăn thật, nhưng mà đã mời em đi ăn uống rồi thì đừng có than. Chứ than xong rồi ly nước đem uống vô em mắc cổ á. Đúng rồi, than đúng. Nghẹn sao? Đúng không chị? Đúng, chính xác. Dạ. Mình giới thiệu về mình một chút xíu đi, ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của em á là em chịu khó. Rồi em làm cái gì thì nó cũng phải tới nơi tới chốn. Cái nhược điểm là em hơi nóng tính, mà em hay có nỗi khùng mình em lắm. Ví dụ như là ai làm gì đó mà em bực bội, giống như trong công việc vậy, sếp em la cái em bực quá mà em không cự được, thế là em vô toilet em đóng cửa lại, em ngồi trong đó em la mình em vậy đó. Được, cái này được, không ảnh hưởng tới ai, chỉ ảnh hưởng tới toilet. Bây giờ ví dụ như đây đang ở đang bực mình anh Quyền Linh đi, đây đang ở trong toilet đi, bạn la sao bạn la thử coi. Thí dụ là bực mình anh Quyền Linh đó. Lúc đó là cái cảm xúc của em tự nhiên rồi em điên rồi em mới la được chứ giờ em cũng biết la sao. Mới gì tôi bực mình tôi. Ví dụ thôi, rồi la sao một mình la. Dạ thì la to lên làm cho cái bản thân mình mệt tới chị, em mệt tới là em hết điên à. Bạn bực bội gì bạn làm gì giải tỏa. Bạn kêu chui vô toilet la, bạn là chui vô đâu? Dạ. Em thường ra cái cầu anh. La cái em hết rồi anh. Đừng nhảy xuống cầu nha. Đừng nhảy nha. Em không có đến nỗi mà phải nhảy cầu. Bạn cứ những ưu khuyết điểm ta kể hết rồi, còn bạn ưu khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em thì vui khỏe, hòa đồng. Bạn nào buồn gặp em nói chuyện một chút xíu là vui liền. Nghe là được rồi đó, khoái cái gì mà nói là vui. Mình có cái gì vui vui không? Em thì em hát, cái này hát là chắc cũng không được vui cho lắm đâu. Ok. Nhưng em hát vài câu. Rồi. Dạ. Ôi túi xanh mộng mơ giống như tháng năm mong chờ, hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thanh hôn, tiếng đưa xuyến sao tâm hồn lòng dạt dào nhớ thương nào vời. Em chờ mong chờ đưa tới pháo hoa râu nồng mừng cô dâu trẻ vô quy, giáng sinh sánh vai bên chồng làng phấn hồng điểm tô mặt duyên, tương lai có nhau trong đời lòng gọi mời ngắm hoa trời mây. Đối đáp liền, hát bài đối đáp liền.
sao mà ngọt quá em vậy? Em thì ca hát dạ, em không hay. Từ hồi nhỏ thì ở nhà em, ba em rồi mấy bác hay có đội ca tài tử á. Em nghe rồi em tự hát theo. Ủa, quê mình ở đâu? Em ở Sóc Trăng chị. Dạ. Bạn sẽ đi tìm một nửa yêu thương của mình với mong muốn như thế nào? Nói chung là người phụ nữ cũng bình thường thôi, tính tình ngoại hình cũng giống cỡ như Minh Hằng là được rồi. Trời. Không, đó em nói vui thôi, người phụ nữ cũng dễ nhìn, vui vẻ, hòa đồng, biết suy nghĩ tới người khác, biết lo gia đình là được rồi. Những cái gì mà mình không thích ở người phụ nữ? Dạ, tính tình hay ghen, hay kiểm soát người khác quá nhiều. Là em không thích. Ghen, thương thì kiểm soát có gì đâu. Phụ nữ ai mà không ghen, bên này cô nói là ghen lắm nè. Nhưng mà em thì công việc có nhiều và đi giao tiếp nhiều, mà mỗi lần đi và kiểm soát anh ở đâu, chụp hình lại cho em biết, kiểm soát nhiều quá nên em không. Ủa vậy là bạn đã từng bị kiểm soát kiểu đó rồi hả? Dạ đúng rồi chị. Sao bên đó có ghen, có mình kiểm soát không? Ghen không? Em không có tới cái mức đó đâu anh chị. Chứ cái kiểu mà lúc nào cũng kiểm soát ngày giờ này kia thì giống con mình quá à. Em muốn đi đâu đi à, nhưng mà tới giờ cứ về cho em là được. Giờ ví dụ bây giờ chưa lấy nhau, mới là mình đang tìm hiểu đó. Dạ. Tự nhiên bữa đó anh đi mà bạn biết anh là đang đi với cô khác, thì lúc đó bạn xử trí thì sao? Chắc em chạy tới em coi có hay không quá. Rồi nếu có thì sao? Ừ, có thì chắc là vô hỏi thẳng anh người này là ai rồi này kia kia nọ, hỏi rõ nguyên nhân rồi xem anh sẽ trả lời em sao. Chứ nhập nhằng hoặc là người ta nói không đúng thì em cũng không chịu. Tính em là thẳng thắn đâu ra đó. Bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Ngoại hình thì cao trên 1m7. Tại vì em tới 1m67 là đừng có mập, không bụng phệ, không khói. Đen đen chút cũng được. Dạ chỉ vậy thôi. Đụng chạm nha. Không anh Linh, anh đâu có mập lắm đâu, được mà. Còn mà có cái chuẩn hình mẫu lý tưởng thì sao không? Em nghĩ là cái mẫu của em là không có cần phải đẹp trai đâu, miễn cao cao hoặc là gầy gầy chút cũng được, là vậy là được rồi. Cái gì mà dưới dữ dọ. Chào chị. Anh cao nhiêu? Dạ con 1m69 rồi chị. Chắc không bằng 1m7 như bên bển nữa mới qua. Đâu đứng lên vòng. Dạ. Sao ốm mà vậy, thiếu ăn hả? Không phải thiếu ăn mà tại ăn nhiều, mà tại nuôi nhan sắc em hết rồi chị. Vô nhan sắc hết rồi đó. Dạ. Là nhờ vô nhan sắc mà được vậy đó hả? Dạ đúng rồi chị. Không vô không biết làm sao à. Dạ. Đang ngồi hẹn hò bạn bị bạn gái tới ngay tại chỗ đó bắt gặp, thì lúc đó bạn sẽ xử trí như thế nào? Dạ. Tới đó chắc em để bỏ trốn như hai phụ nữ nói chuyện đó. Bỏ trốn hả? Cũng chưa biết giải quyết sao á chị. Thì suy nghĩ đi, tưởng tượng ra khung cảnh đó giờ giải quyết sao? Tại em cũng chung tình, nó không nào có chuyện đó đâu chị. Đúng rồi. Đó thì tha nói vậy đi, tôi nói chịu. Anh thấy là được rồi đó. Ổn quá. À em đi với ai? Có ai tới ủng hộ? Dạ mình? Hôm nay thì chị em bận đột xuất cho nên là không có đến đây với em được. Có mình em đây thôi. Chị tưởng nó có người thân em mà chị mình trao đổi hai ba ý kiến vậy đó. Dạ em đi với cậu với mợ với hai đứa em coi. Dạ chào cậu mợ. Cậu mợ thấy sao? Mình thấy không cũng được. Cái này là do cháu mình nữa. Rồi vậy được rồi. Để anh qua anh coi bên kia sao nha. Rồi vừa anh thông báo cho. Em chào anh. Dễ thương quá. Dạ cảm ơn. Anh bên này anh hơi nhút nhát chút xíu. Nãy giờ anh ngồi bên đây mà anh tay anh rung, anh nắng bóp tay hoài luôn. Đừng có hù anh nha, đừng có la nha. Em bên này cũng hồi hộp lắm nè anh. Hồi hộp hả? Dạ. Tưởng tượng anh bên kia thế nào? Em hồi nãy em bảo cái cao cao gầy gầy mà dưới thấy mọi người cười quá, em nghĩ chắc là giống vậy quá. Giống vậy hả? Dạ. Y như em luôn á, bụng không có phệ. Kéo màn lên, các bạn sẽ có 2 phút để gặp mặt, trò chuyện để hiểu hơn về nhau, để xem có tiếng sét ái tình hay không. 2 phút bắt đầu. Em chào anh. Chào em. Dạ. Hồi nãy nghe tiếng hát của em rất là hay. Anh cũng hay thích nghe hát lắm. Dạ. Nhưng anh có nghe đờn ca tài tử không? Cũng có em. Nhưng dạ. Mà không thích nghe nhạc trẻ hơn. Dạ. Nhưng mà sau chương trình này chắc anh cũng chuyển sang nghe tài tử nhiều. Anh sống ở trên này lâu chưa? Anh sống cũng 4-5 năm rồi. Mình sống ở đâu anh? Anh sống ở quận 7. Mình sống một mình thôi hả? Đúng rồi, còn em? Em thì em cũng sống ở đây cũng 8 năm rồi, gia đình em ở đây. Dạ nhưng mà em muốn lấy vợ về ở đâu anh? Lấy vợ thì mua nhà ở trên thành phố này em. Có tiền mua chưa em? Dạ, tích góp chắc cũng được nửa căn rồi chị. Tối em có thường đi đâu chơi không? Dạ cũng ít. Tại vì ở trên này em không có nhiều bạn, mà bạn bè em thì toàn ngành này toàn mấy anh nam mà có vợ hết trơn rồi. Em có thích đi xem phim không? Dạ có, xem phim, ăn uống hát hò gì đấy em vẫn đi. Vậy chúc em bóng chuông đi, hai đứa mình tối nay đi xem phim. Dạ, okay. Còn công việc của anh thì sao? Anh thì là cũng làm giờ hành chánh. Nhưng mà anh làm về mảng nào ạ? Anh làm về xuất nhập khẩu. Nhập khẩu, dạ.
Quận 7 hả anh? Đúng rồi, dạ. Em ở quận mấy? Em ở Bình Tân lận. Bình Tân hả? Xa lắm, có đi nổi không? Không em. Ở điểm nổi hả? Có, đâu xa, em trong thành phố là anh đi nổi hết à. Anh làm em cũng hồi hộp quá à. Cũng muốn hồi hộp muốn chết luôn nè. Anh nghĩ tình yêu xuất phát thì sự chân thành, đừng có giả dối với nhau. Có sao mình cứ nói vậy. Chân thành nhưng mà phải chung thủy nữa. Chung thủy là anh có, nãy mới nói em. Anh có cái khuynh hướng bạo lực gia đình không? Không em. Bạo gì nổi với em. Anh thường bị gái quýnh nhiều chứ anh không quýnh gái rồi. Cho anh nói một câu nữa đó, anh nói gì đi. Thôi mình bấm chuông ha em. Không có nói câu đó nữa. Nói đó cắt chuông luôn á. Thật ra em người con gái rất là xinh, rất dễ thương. Cảm ơn anh. Rất thích em. Cái chuyện mà em la hét trong phòng anh không sợ hả? Không em. Đó là chuyện bình thường mà. Em la có mình em, anh đâu có nghe đâu, anh biết. Em ốp em mà lấy chồng vậy, em bật là em la vô trong lỗ tai anh đó, chứ em muốn vô phòng la nó đâu. Ờ vậy sao? Anh cũng thích nghe người ta la lắm em. Được, được. Được à. Cũng phải vậy chứ. Phải vậy đó. Suy nghĩ thật kỹ nha. Để tay nút bấm đi. Cái nút tao lên. Trời đất ơi. Tự tìm đi. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hai người nắm tay nhau đi bạn. Anh thấy hôn em được không? Dạ thôi, cái chuyện em đây em ngại lắm. À đúng rồi, để chốc ra em hôn anh nha. Một cặp vẽ xem phim. Bạn các bạn sẽ có thêm thời gian để tìm hiểu nhau. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn có những khoảnh khắc thật là ngọt ngào với nhau. Dạ, cảm ơn chị. Quen mối tình đó bao lâu? 5 năm ạ. 5 năm? Tại sao chia tay? Dạ, ảnh không cưới. Tại sao con trai mà thích mặc áo bông? Thì mình nghệ sĩ mà người ta làm cái gì đó nó tính chất này. Tôi cũng nghệ sĩ, tôi đâu có mặc áo bông. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn Nam. Chào anh. Chào chị Cát Tường nè các bạn. Mời bạn ngồi. Dạ. Dạ em tên Đặng Kim Hoàng. Đặng Kim Hoàng. Dạ. Năm nay em 35 tuổi. Làm nghề gì bạn? Dạ em làm kỹ sư điện tử và làm kỹ thuật âm thanh. Hai nghề. Rồi Kim Hoàng 35 tuổi. À và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn, bạn tên là gì? Em là Lê Thị Như Quý ạ. Em là nhân viên văn phòng. Quý năm nay bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. 32. Trước giờ có nhiều mối tình chưa? Nhiều hơn một ạ. Nhiều hơn một. Dạ. Là hai hay là chín? Dạ thì người ta nói là những cái na ná tình yêu thì nó có nhiều, nhưng mà tình yêu thì chỉ có một. Nên em thấy là em quen nhiều hơn một người, nhưng mà không biết cái nào là tình yêu nó là bao nhiêu. Nên em không biết, em chỉ biết là nhiều hơn một thôi ạ. Không biết trả lời ghê nha. Nhưng mà như thế nào mới là một tình yêu thật sự? Một tình yêu thật sự á là một cái người mà có thể san sẻ, hiểu mình và chấp nhận chính con người mình, chứ không phải những cái điều mà bạn ấy thấy. Em thì dễ gần, thân thiện, hòa đồng. Ưu điểm thì phải do người đối diện cảm nhận, chứ bản thân mình thì không thể nói được. Em là khá là nóng tính. Khi nóng lên thì hầu như là ít tiết chế được cái cảm xúc, thì thường sẽ nói lớn hơn, nhanh hơn, khiến cho người đối diện cảm thấy là không có được vui lắm. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà mối tình thì xưa chỉ có 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì cũng gần đây, cũng khoảng 2 năm nay. Nói chung là người đó cũng ghen quá. Bạn bè, đồng nghiệp công ty em á gọi đến hay như thế nào đó, bắt đầu là cứ ghen rồi này kia, hai đứa đâm ra hay cãi nhau lắm. Bạn có thể nói về một cái mối tình nào mà bạn ấn tượng nhất? Thời gian mà em vừa mới vào lập nghiệp ở Hồ Chí Minh á, thì em có quen một đồng nghiệp trong văn phòng, làm chung lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm. Quen mối tình đó bao lâu? 5 năm ạ. 5 năm? Dạ. Tại sao chia tay? Dạ, ảnh không cưới. Vậy là trong 5 năm đó bạn có khi nào tỏ cho ý cho anh biết là bạn muốn kết hôn không? Dạ có. Nói thẳng hay nói mấp mé? Nói thẳng chị. Rồi anh trả lời sao? Tại vì bây giờ là phải lo sự nghiệp trước. Anh đã nhiêu tuổi? Dạ hơn em 2 tuổi. Hơn 2 tuổi cũng 35 rồi, còn gì nữa mà sự dạ, nghiệp gì nữa. Chị không tin đâu, hay là anh có một người phụ nữ khác nữa? Vậy cái đó phải hỏi ảnh. Bây giờ bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào?
Một người đàn ông có trách nhiệm và có ý định lập gia đình. Bạn mong muốn bạn gái mình phải như thế nào? Cao cũng khoảng 1m65 gì đó, hiền đàng hoàng, biết lo cho gia đình. Có tính toán con đường hôn nhân sắp tới chưa? Dạ em cũng có tính chứ, mình cũng lớn tuổi rồi, mình cũng phải tính cái gì đó cho gia đình chứ. Nhà bạn ở đâu? Quê em thì ở Phú Yên rồi, chứ mà giờ hiện giờ em đang sống và làm việc tại quận 12 anh. Quận 12 là nhà của mình luôn hả? Không, em ở với nhà chị. À, ở nhà bà chị. Ví dụ bây giờ cưới vợ thì về ở đâu? Chắc lẽ nếu mà cưới vợ thì mua nhà. Những cái gì mà bạn cho rằng tật xấu của bạn không thể bỏ được? Nhiều lúc tính em cũng còn nít lắm, với lại hay giận vu vơ, nhưng mà lại mau quên lắm, bỏ qua chứ không có để bụng. Ưu điểm cho em thì nấu ăn giỏi, với lại em chơi được nhiều nhạc cụ. Có hát được không? Hát thì chắc em cũng hát cũng dở chứ không được hay. Tại sao con trai mình thích mặc áo bông? Thì mình nghệ sĩ mà, những cái làm cái gì đó nó mang tính chất nghệ sĩ. Tôi cũng nghệ sĩ, tôi đâu có mặc áo bông. Thường thì một người phụ nữ mà quen một mối tình mà 5 năm là rất là lâu, nhất là cái tuổi xuân của mình, thì lúc mà chia tay bạn có bị thất tình không? Khi em bị thất tình thì không biết thế nào hết, tại vì ở xa nhà cho nên hả, giải tỏa bằng cách là mua sắm, ăn uống. Và cái việc ăn uống vô độ nó khiến em chịu một cái hậu quả khá là lớn. Hậu quả gì em? Đó, em hơi tăng cân chút đó. Dạ không chút. Nhưng mà không sao, vậy dễ thương. Tăng bao nhiêu cân? Gần 20 cân ạ. Khủng hoảng nhất là bao nhiêu ký? 75 ký ạ. Rồi bây giờ là còn nhiêu ký? Dạ 63. Thôi thôi, xuống cũng được hay hả? Rồi hy vọng giảm được bao nhiêu cân nữa? Dạ, theo như bố em chắc là phải thêm 5 cân nữa. 5 cân nữa thôi, vậy mất miếp cũng được rồi ha. Dạ. Anh Kiên tính nghệ sĩ lắm. Dạ. Bạn có thích nghệ sĩ không? Mọi cái em đều thích ạ. Nghệ sĩ có máu khùng lắm á. Người ta nói thường thiên tài chứ hay khùng. Phải không? Vâng ạ. Không biết bên đây có tài không mà. Bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Đừng có quá ngớ ngẩn, với lại đừng có khoe khoang quá. Anh này nó chơi được rất là nhiều nhạc cụ, bạn có biết làm gì về nghệ thuật không? Dạ không ạ, nhưng em thích nghệ thuật. Hát một đoạn, đồng ý không quý vị? Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vợi vợi, 20 năm cuối là bao. Chào chị. Chào bạn. Dạ. Ủa anh cao bao nhiêu thấy cao quá vậy? Cao 1m8 vậy. Hả? 1m8. Hèn chi tôi nhìn là thấy cao rồi. À, bạn không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Dạ thì em không thích phụ nữ như là trang điểm lệ lẹt, hoặc là sơ ống tay chân, nhuộm tóc. Không thích rồi đó. Với lại em không thích phụ nữ mập. Ủa sao vậy bạn? Mập nhìn mướt mướt dễ thương chứ. Sao không thích? Giờ ta đang trên đà giảm cân, có nghĩa là người ta bị một cái cú sốc người ta mới mập. Muốn lấy vợ chưa? Muốn thì cũng muốn, nhưng mà với điều kiện phải tìm đúng đối tượng chị. Cũng khó chịu lắm nè. Em thì cũng kỳ tính kỳ lắm à. Không có thích mập. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Cô chào Quyên Linh và Cát Tường. Theo như cô ở Huế vào á, cô thấy được. Bây giờ anh đó, anh nói anh không thích. Dạ anh không thích phụ nữ mập. Theo như cô thấy, cháu đang nói không thích là những cái là loè loẹt, rồi sao mồng tay hoặc là mập. Mà cái điều đó là con cô là hiện tại chỉ là như vậy á. Mà theo cô nghĩ là cái đó, cái để nó là tự nhiên á, rồi sau đó sẽ gặp nhau, rồi cái duyên là nó đến thôi. À, cô có nôn có rễ chưa cô? Ừ, nôn, cô nôn lắm. Bữa cô nghe anh cháu nói lên chương trình á, cô bay vào à. Dạ. Cô bay từ Huế vào để xem á hả? À, để khuyến khích cháu mới vào cái hôm. Nhưng mà tại sao tôi không hiểu, tại sao bạn lại không thích gọi là sông tay không chân? Cái đó phụ nữ người ta làm điệu mà, sơn nó đẹp mà, để sơn lên nó đẹp mà, không có gì đâu. Tại em thích đẹp nhẹ nhàng á, đẹp dịu dàng, đừng có chó ló à, được rồi. Nhưng mà gặp đi, ánh mắt sẽ quyết định tất cả. Rồi chúng ta chuẩn bị cái màn lên. Hai bạn sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào anh. Theo như em thấy những gì anh nói hồi nãy, chắc là em không đạt được cái điểm nào rồi đúng không? Người ta nói em là có tướng phú quý đấy anh. Đó. Người ta nghệ thuật là thích màu mè với lại xinh xinh đúng không? Mà anh không thích màu mè. Anh thì anh cũng tiếp xúc quá nhiều rồi. Tiếp xúc người ngán đúng không? Đúng là anh lại... mở nhiều nó cũng ngán.
Thật là thời gian rảnh rỗi anh hay làm gì? Rảnh rỗi thì anh cũng hay nghe nhạc. Tại sở thích của anh là disco và rock. Disco và rock. Anh thường anh thích ban nhạc rock nào? Cọc quý âm. Hoặc là như là... Giờ tự nhiên anh quên mất. Ok, cái đó thì từ từ. Tại vì em cũng khá là thích rock. Nếu mà không có Thành thì có thể mình sẽ vui vẻ đi nghe rock nè. Em cũng có một cái bạn, một nhóm bạn cũng khá là thích rock. Anh rảnh thì dẫn đi rock, rock mía chơi. Quan niệm tình yêu của em này như thế nào? À, quan niệm của em nó chỉ đơn giản thôi. Em yêu người mà em yêu, em ghét người em ghét, nhưng em sẽ không ghét người em đã từng yêu. Không biết anh với anh thì có vấn đề gì hay không? Anh chỉ mong muốn tìm người yêu người đó rất là cảm thông chia sẻ là được. Anh chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Chung tình, cái đó chắc em có thừa đó. Nhưng mà không biết là... Anh rung trước một bóng hồng đang nổi bật ở đây đó. Chắc nổi quá em rung, chắc nổi em rung. Rung chứ còn gì nữa, nhìn không dám nhìn vô mắt người ta. Thấy người con gái bản lĩnh chưa? Quý phái bản lĩnh chưa? Em đừng có rung. Nhận xét bạn nam là người như thế nào? Sở thích và là cái quan điểm nhận xét của mỗi người thì ai cũng có cái riêng. Hơi tiếc một chút xíu là em lọt vào trong cái top mà anh không thích. Rồi bạn trai cảm nhận bạn gái thế nào? Này cũng được. Sao nhưng mà hơi mập thôi, có gì đâu. Vẫn giữ quan điểm là không thích mập. Dạ. Yeah. Không thích mập. Người ta nói hữu duyên thiên lý thì năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Anh em mình gặp nhau cũng là có duyên, hy vọng sẽ là còn có duyên gặp lại anh nữa. Này mà không thái mập tôi thua gì cũng thua chứ. Nói vậy thôi chứ. Giả bộ thôi chứ. Mặt xanh lè. Hết giờ. Mời con trai đặt tay lên nút bấm. Bấm hay không bấm tùy quyền của hai bạn. 3 2. Một. Hết thời gian. Đó, mặt cỡ kìa. Phỏng vấn một chút, phỏng vấn cặp này một chút. À, tại sao hồi nãy anh nói là anh không thích mập mà cuối cùng anh vẫn bấm chuông? Dạ thì... thời gian cứ... hai đứa tìm hiểu từ tính sau. Có thể đó cũng khắc phục được mà. Thường phụ nữ mà khi nghe người đàn ông nói mình không có phải cái chuẩn của họ thì mình sẽ cảm thấy mình bị tổn thương, mình chạm cái lòng tự ái của mình chẳng hạn. Tại sao bạn nghe ảnh nói vậy mà cuối cùng bạn vẫn bấm? Thì em cảm thấy mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. Còn cái việc bấm thì em chỉ nghĩ là mở cho người khác cánh cửa cũng như là mở cho bản thân mình cánh cửa. Thí dụ như bây giờ anh hồi nãy anh không có bấm mà một mình bạn bấm thôi thì sao? Dạ cũng không sao à. Đón nhận người ta không đón nhận mình. Đó là mỗi người có một cái quyền riêng. Và cái việc đó cũng không ảnh hưởng gì. Rất hay. Thay mặt chương trình gửi tặng các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tặng hai bạn một món quà, vé xem phim. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu hơn. Và tôi tin chắc rằng một thời gian không xa, bạn Kim Hoàng sẽ thích mập. Mình nắm tay nhau một cái đi anh. Nắm tay nhau đi. Gì vậy nắm tay, phải bắt tay đâu à. Đi luôn. Hai bạn với em thì chắc có trên 10 điểm. Trên 10 điểm luôn. Dạ, tại vì cô thấy là em khá tự tin. Em có mấy mối tình rồi An? Em à, nhiều anh. Nhiều là nhiều. Nhưng mà 7-8 người gì đó đi. 7-8 người rồi đó. Dạ. Nếu mà người mà em thương thì người đó muốn cái gì thì em sẽ chịu thì em học cái đó. Tức là em thích cái người nào mà dạng ăn, dạng nói. Xin mời nhà gái. Wow. Trời ơi, cưng quá vậy trời. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Rồi. Dễ thương quá. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân đi cưng. Dạ, xin chào khán giả trong trường quay. Xin chào cô Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào bạn nam có mặt ở bên kia. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Phương Thảo. Năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại em là nhân viên văn phòng ở quận 1. À, quê em ở Cà Mau. Quê ở Cà Mau hả? Dạ đúng. Ồ, rồi ạ. Vậy nhìn cứ tưởng em là giống như là ở trên cái miệt mà ở trên cao cao á. Tại vì cái nét của em là giống cái cô hoa hậu Hờ Hờ Y Nen. Hờ Hen Y Dê. Hờ Hen Y Dê. Dạ ai cũng nói vậy hết trơn á. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Thành An. Hôm nay 36 tuổi. An làm nghề gì?
Dạ lái xe với dạ yoga. Dạ. Yoga bình hay là yoga? Dạ yoga tập á. À yoga tập hả? Dạ. Anh tưởng đâu nó nghe cho nó rõ ha. Ủa sao thầy yoga mà cục hơi bị yếu quá vậy cưng? À. Hơi yếu nhưng sức khỏe cục mạnh. Cục hơn mình phải cục hơi mình phải bật ra. Mạnh phải có nội lực phải không? Ồ, giống như là anh Quyền Linh vậy đó, anh đâu có tập một miếng thể thao thể dục nào đâu. Anh là thầy bơm ga. Rồi em làm bây giờ ở quận mấy? Dạ không, em ở Vũng Tàu anh. Vũng Tàu hả? Dạ. Vũng Tàu rồi đi tham gia chương trình luôn. Dạ. Cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, chắc điểm mạnh của em thì chắc có trên 10 điểm. Trên 10 điểm luôn. Dạ, tại vì cô thấy là em khá tự tin. Thì nói chung cái điểm mạnh có thể dễ thấy nhất của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. À, ngoài ra là em có tinh thần rất là chịu khó học hỏi. Có nghĩa là nếu mà người mà em thương thì người đó muốn cái gì thì em sẽ chịu thêm học cái đó. À, vậy đó hả? Thì cái đó giống như là điểm mạnh của tất cả các điểm mạnh này cô. À, dạ. Rồi còn cái điểm chưa mạnh. À, điểm chưa mạnh thì mọi người có thể nhận thấy rõ là cái giọng của em nó hơi giọng nam trầm. Cho nhiều khi em cũng không có tự tin với cái chất giọng này. Có nghĩa là khi nói chuyện điện thoại á thì người ta hay xưng em bằng anh. À, cái trời kiểu ơi, như vậy. Cưng nè, à, cái giọng của cưng nó còn trong khe hơn cái giọng của chị nhiều. Giọng của chị là giống như là 100 người nói chuyện điện thoại là đều nói dạ anh ơi em đang có dự án này. Dạ, nhưng mà mình cũng tụt mút cô. Không, cái đó không phải là điểm yếu. Điểm yếu thứ hai là em cũng không có khéo tay lắm. Cũng ít nấu ăn. Điểm yếu thứ ba của em là em cũng hơi nóng tính á. Có nghĩa là khi mà có cái việc gì đó thì cứ sừng cò lên cái đã. Rồi từ từ tâm mình mới dịu lại. Vậy ha, cái sừng cò là cỡ nào? À, thì chỉ có mắt trợn to tròn trợn mắt cô. Lên rồi hét lớn lên không có hét đâu cô trợn xong hét. Rồi sau đó nó rụi lại à vậy hả. Dạ. Còn bây giờ em nè, em có thấy mạnh và điểm mạnh điểm yếu gì? Tức là em thì dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng chợ búa thì những cái điều đó em làm được hết. Thứ hai thì em có thể là chơi những cái môn thể thao đá bóng hoặc là thể hình hay là đá cầu. À, anh chơi thể thao là anh chơi có thường xuyên không vậy anh? Tại vì hầu như đá cầu là ngày nào cũng phải đá, có khi một ngày đá 2 buổi. Còn thể hình thì vẫn duy trì hàng ngày. À, anh đẩy ngực được bao nhiêu ký anh? Trước đây thì đẩy khoảng 1 tạ 2, chứ bây giờ thì khoảng phân nửa là 60 ký. À, nói dạ. Chung ảnh là người thể thao, tại vì thầy yoga mà. Dạ. À, con người cũng rất là khỏe ha. Dạ. Em có mấy mối tình rồi An? Em hả? Nhiều anh. Nhiều là nhiêu? Nhưng mà 7-8 người gì đó đi. 7-8 người rồi đó. Dạ. Mối tình nào dài nhất? Dạ, mối tình sau này là 4 năm. 4 năm? Dạ. Ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là vài tháng. Vài tháng? Dạ. 7-8 mối rồi đó. Tại sao 4 năm mà mình chia tay nhau? Lúc quen thì cái người đó không có nói thật. Sau khi 8 tháng sau thì em mới phát hiện người đó có một cái đứa con. Thì em cũng vẫn chấp nhận, nhưng mà vô tình em nhìn thấy cái điện thoại của cậu có những cái tin nhắn qua lại với cái người đó đó. Thì em mới hỏi thì cái người nhắn tin là như thế nào, thì cậu mới nói là bồ cũ của cậu. Thì em nói nếu mà còn qua lại thì bây giờ em giải quyết xong đi rồi ra Vũng Tàu với anh, còn nếu không thì mình chấm dứt. Cái cô gái bên đây á, cô rất là cá tính. Em có thích mẫu người phụ nữ mà mạnh mẽ và cá tính không? Tức là em thích cái người nào mà dạng ăn dạng nói không, cái biết cái đúng cái sai thực tế. Em có mấy mối tình rồi? À, chỉ là mối tình hôm qua một mối duy nhất cô. Tại vì thiệt không vậy? Em nói thiệt, tại vì một mối duy nhất. Tại vì em cũng thích về thiền á, em cũng thích về tâm linh, cho nên thành ra là tần số của em rất khó bắt sóng. Vậy đó hả? Em rồi. Cái người đó là quen nhau chính thức luôn. À, hay là chỉ thoáng qua? Chỉ thoáng qua bạn bè thôi cô. Trời đất ơi, vậy luôn á hả? Tại vì nếu có quen là có đẹp vậy nè mà biểu một mối tình thoáng qua thiệt, là sao? Em nói thiệt luôn. Tại vì phải bắt đúng tần số của em á, em mới chịu. Có nghĩa là bạn bè thì có thể open, có thể ai cũng được, nhưng mà về bạn đời hay là chồng hay là như thế nào đó thì phải đúng tần số. Thế phải mối bắt tình cái tần số qua thôi chứ chưa có chưa sâu đậm gì hết. Dạ, luôn. Dạ chưa sâu đậm gì hết. Bao nhiêu năm? À, chắc cũng khoảng cả 5-6 tháng. À, 5-6 tháng cũng phải thoáng qua đâu. Nói chung là cũng có một mối tình rồi, cũng dạ. có trải nghiệm tình yêu. Dạ. Anh bên đây thì hơi nhiều chút xíu. Trường hơi dày dặn phải không anh? Có 7-8 người. Có 7-8 người chứ mấy. Rồi bây giờ dạ. muốn cái người đó là phải như thế nào? Thì em cũng mong muốn là bạn nam bên kia thích chơi thể thao. Rồi, à. Có. Trời, thể thao quá trời. Body săn chắc một xí. Săn chắc luôn. Chắc chắn vô ra là chắc. Săn chắc rồi. Biết tập tạ là một điểm cộng. Biết tập tạ luôn. Mà đẩy dạ, tạ dạ. luôn đúng không? À, với hơn nữa là về mặt mày thì cũng không đòi hỏi gì chứ. Chỉ cần là có đôi môi sexy thì càng tốt. Đôi môi sexy. Ôi là có đôi môi nào được sexy không? Đôi môi sexy không? Dạ,
sexy là cái môi nó phải hở, dày hở ra, nó dày ra đó. Cái môi nè, cái môi phải dày, phải mỏng, đánh son bóng á. Sexy. Dày mỏng xong là lâu lâu nhếch mép lên vậy nè. Đó. Không được. Môi sexy. Môi bể. Môi sexy nói là chứ, sao ta? Cái môi sexy là vậy nè, đúng không? Đúng không nha? Môi cái môi nó bể xuống nè, cái môi dưới nè bể xuống như nè. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Exactly, chính xác luôn á cô. Chính xác không? Dạ. Chính xác không? Đó, dạ. Gọi là môi sexy. Giờ bây giờ tôi mới biết đôi môi của Lê Tuấn Anh là đôi môi sexy. Đúng rồi. Rất không? Nhiều phụ nữ nói cái câu đó với ông Tuấn mà. À dạ. Yeah. Môi ừ. Hèn chi bà mê Tuấn Anh. Môi sexy. Ủa. Mắc cười quá. Thì cô thấy đó cũng đâu có đòi hỏi cao phụ về quan hệ ai không vậy đúng không cưng? Dạ đúng rồi ạ. Ủa sao kỳ ta? Ta mê cái gì sexy thì môi sexy. Ờ, mắc cười tôi, quá. Tôi phải là mũi sexy rồi. Mũi bự lên. Có em môi á. Anh này là môi sexy. Dạ. Bạn bảo. Tôi không biết môi nha. Môi bạn này là môi sexy, môi bể ra đó. Tôi không biết của sexy nào nhưng mà đại khái để hồi tự người ta đánh giá thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi họ góp ý thế nào. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái ruột với anh rể ạ. Em tên là Trần Thị Liên, em là chị gái của bé Thảo ạ. À, em thấy sao hai người sao nè? Dạ trước tiên thì em thấy cũng có một ít điểm chung là anh này trầm tính thì bù lại em gái của em nó nóng tính. À, anh này với em gái của em thì nói chung là thích thể thao. Nói chung là ngoại hình thì em coi cũng được. Cũng được ha. Dạ. Rồi cảm ơn thằng gái. Rồi thằng trai đi với ai? Dạ em đi với hai chị với người bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ em tên là Tuấn, là bạn của An. Dạ em thấy chị gái bên đây rất là dễ thương. Đẹp ha. Đẹp dạ, rất quá là đẹp. Trời. Mà tính tình cũng vui vẻ nữa. Em thấy hai người cũng có vẻ hợp tính cách với nhau. À, em cũng mong là hai người cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi thôi mở rào đi. Mở rào đi. Cặp này họ tự quyết định đi okay, ha. Ok, ok, vậy mở đi. Mở rào. Dạ, cảm ơn cô. À, chào anh. Đến với chương trình hôm nay thì em có món quà tặng cho anh. Anh có đón được trong đây là gì không? Cho anh sờ thử. Cái này là gạo. Oh, chính xác ta. Trời ơi. Chính xác ta. Trời ơi. Ủa sao lấy lại hả? Kỳ vậy? Không, để em nói em thuyết trình một xí về cái món quà mà em tặng đó cô. À, thì trước tiên á, em đem tới cho anh một cái món quà vừa bổ thân mà vừa bổ tâm. Thì như anh biết á, gạo lứt nó có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe của mình. Thì hôm nay gặp nhau như một cái duyên á, em cũng hy vọng là anh cũng luôn giữ gìn sức khỏe tốt để có thể là làm công việc nó ổn, nó ok. Dạ. Yeah. Cảm ơn em rất nhiều nha. Bên cạnh đó thì cái cuốn sách này là Lực Hấp Dẫn á, thì anh có nghe nói tới cái này chưa? Cũng chưa, bây giờ mới thấy. Nhưng mà giờ em nghĩ là nhờ nó em mới gặp được anh. Có nghĩa là mình tác ý một cái điều gì đó thì tự động vũ trụ sẽ mang người đó đến gặp mình. Thì em hy vọng là sau khi anh đọc cuốn sách này á, anh muốn một cái điều gì á, anh có thể tác ý để cho cuộc sống mình suôn sẻ và hạnh phúc hơn. Trời đất ơi, một bên tặng gạo, một bên tặng rau. Trời ơi, hai người này đó, thế. Rồi, đây thì món quà rau củ thôi. Dạ. Nhưng mà này nó có ý nghĩa. Thì ở đây là có cay, đắng, ngọt, bùi, nó có đủ hết. Dạ. Thì cũng hy vọng, này cũng như là thay lời không nói thì gửi tặng em. Dạ, dạ rồi, em dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi, ở đây có cái này thì... Wow, đeo luôn đi cưng, đeo luôn. Anh có thể đeo cho em được không? À, cảm ơn anh, món quà rất là dễ thương. Còn đây thì em có nữa, quà quá quà trời. Tặng anh MC Quyền Linh. Chà chàm. Cảm ơn em. Dạ. Rồi em tặng cho chị. Rồi chị cảm ơn nha. Chiếc vòng cầu hôn. Chết rồi, nè nói nghe nè, túi Linh đeo vòng cặp đó, đi đeo đi. Đeo đi. Linh đeo đi. Có là đeo. Cảm nghĩ về anh như thế nào? À, thì anh nói anh có chơi thể thao á, à, anh có thể hít đất cho em xem được không? Tại vì cái này là test được. Được nha. Dạ. Oh, 10 cái thôi anh. Rồi, thôi được rồi, để còn sức mà nói chuyện. Rồi, 10 cái thôi anh. Rồi, xin cho bạn nam một tràng pháo tay ạ. À. Con bé này nó lanh lợi ghê á nha. À vậy tính cách của anh khá chậm nhưng mà anh thấy là tính cách của em khá sôi nổi á. Thì anh có cái quan ngại gì không anh? Không, tức là mọi cái đều hòa hợp được. Tức là mặc dù là
trầm, nhưng mà ví dụ như trong cái cuộc vui đó mình vẫn theo được cuộc nói chuyện, hoặc là mình đi chơi đâu đó thì vẫn hòa nhịp với người ta được. À, nhưng mà sâu thẳm trong lòng mình đó thì mình muốn cái mẫu người như thế nào để cho nó mít mát với mình? Tức là một cái người đó cũng trầm tính giống như mình, nhưng mà không phải là trầm tính gặp ai cũng trầm tính. Tức là khi mình tới một cái địa điểm nào đó thì mình phải hòa nhập được với người ta. Chứ không phải là mình trầm mà mình ngồi đó từ lừ là không được. À, nhưng mà vấn đề là em không khéo tay, em không có thể nấu ăn giỏi á, thì anh có thấy cái lo lắng mà về nấu cái vấn ăn đề á, đó? Không, nó không có quan trọng. Tức là nếu một người phụ nữ á, nấu ngon hay dở á, điều đó không quan trọng nha. Chỉ cần biết nấu là được. Là còn nhau ngon hay dở đó, là lúc đó là để anh chị. Tại vì trước đây anh cũng có là nấu bếp á. Nấu bếp rồi cũng vì là sát sanh á, nên không có làm nữa. Hiện thời thì em ở Thủ Đức á, còn anh ở Vũng Tàu á. Theo anh thì một tháng mình gặp nhau có bao nhiêu lần thì nó phù hợp? Có nghĩa là ngày thứ bảy chủ nhật á. Nếu mà rảnh á thì có thể là anh dưới chạy lên, còn hoặc là nếu mà ở dưới anh có công việc á thì em trên này chạy xuống. Nói chung nam nữ thì phải cư xử cho bình đẳng. Chứ không phải mình bắt người nam chạy từ dưới lên ngày nào cũng bắt, hay là tuần nào cũng vậy. Mình bây giờ người ta nói nam nữ bình đẳng đúng không? Thì mình lên được thì người nữ cũng phải xuống được, đúng chưa? Mình bàn tới cái chuyện nếu như mình hiểu nhau, mình bấm nút, mình hẹn hò thì khoảng bao lâu mình đến với nhau được, kinh tế như thế nào, rồi con cái ra sao, mình bàn thử xuống luôn đi. Có nghĩa là chỉ cần hai đứa hợp thôi, lúc nào bạn nam kia muốn thì em vẫn có thể đáp ứng. Trong em thì khoảng từ 1 năm cho tới 3 năm. Tại vì riêng em bản thân nam thì dễ lắm, nhưng mà phụ nữ người ta lỡ dở thì thiệt thòi cho người ta. Đúng rồi. Nên bởi vậy là em muốn cái người đến với em phải tìm hiểu em kỹ. Tức là phải tìm hiểu kỹ ra hẳn đến với em, chứ không có cần phải giỏi. Bây giờ em cảm nhận cuộc nói chuyện này như thế nào? Em cảm nhận người đối diện đi. Em thấy là nó hơi có sự không connect với nhau lắm. Như tính cách em sôi nổi thì em cần cái người nào đó open hơn. Còn anh nam bên đây thì ảnh hơi thực tế. Còn em trai, em thấy người đối diện em thế nào? Thì nói chung là có hơi lanh lợi, hoạt bát. Em gặp nhiều người như vậy thì em đỡ phải chỉ, thì nó đỡ mệt cho em hơn thôi. Thì em cũng muốn gặp người như vậy. Anh có món quà gì, tiết mục chân nghệ gì tặng cho em không? Bây giờ thì em hát nói chuyện bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây chanh hoa trái đưa hương. Thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, cầu tre mùa mưa dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người dân chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để em đó. Chị hỏi em nè, cái này có phải là thay lời muốn nói của em không, hay là em thích cái bài này là em hát? Giờ nói thiệt trong lòng mình nè. Em hát cũng giống như chị nói, là em muốn nói như vậy á. Bạn dùng cái bài hát đó để bạn nói cho em hiểu rồi. Dùng cái bài hát của em để cho bạn nam tiếp tục suy nghĩ hiểu là có chọn em hay không. Dạ, em xin phép cái bài Mắc Cười hay Trường Quay. Dạ, em bắt đầu em. Đôi chân đi tìm một lời yêu thương khi trái tim thổn thức. Dáng anh hôm nào chợt đi ngang qua mắt tư xinh cười. Ta tìm anh trên con phố ấy, ta đợi anh góc ngã tư đường qua. Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ, xin anh hãy quay về đây. Hỡi đôi mắt cười, chỉ một lần thôi khiến cho ai nhung nhớ. Nắng không trang hòa, vì thiếu sáng anh nên nắng vội đi qua. Hỡi anh đâu rồi, hãy quay về đây gặp em một lần nhé. Tiếng yêu ban đầu, hứa sẽ mãi mãi có anh bên đời. Thôi thế này, vậy cho nó vui. Như thế này nè, anh thấy cô gái này năng động, tự tin, rất là thoải mái. Nhưng em đôi khi che giấu cảm xúc, đôi khi muốn nói cũng không nói. Mình vô thẳng đề luôn. Em có một chút gì rung động với cô gái kia chưa? Cũng có. Dạ. Thì thật... Như người ta đó là người ta nói dạ có. Nhưng mà bạn này là bạn e dè, thế bạn phải xài cái chữ tức là hồi trước giờ khi mà em nói chuyện với phụ nữ, em chưa bao giờ có một cái tình ý là để tỏ tình. Tức là tình cảm của em tức là đến từ giai đoạn bạn trước, rồi sau đó mới phát sinh tình cảm. Chứ nó không thể là bây giờ mà nói để mà tỏ tình thì trước giờ em chưa làm điều đó. Đó là em nói thật sự. Chắc có lẽ em chưa gặp đối tượng của em rồi.
Tại vì á, thật sự ra không phải là em ít nói, nhưng mà em nói cái gì cần nói em mới nói, chứ không phải là mình nói luyên thuyên rồi lỡ nhưng mình nói ra là hư việc hết. Em không hiểu luôn. Thôi bây giờ mình kết thúc đi ha. Dạ. Chúng ta quyết định bằng nút bấm. Nếu cảm giác đây, đây nè, là người để chúng ta tìm hiểu, chúng ta bấm nút. Nếu mình cảm giác đây không phải là người để mình tìm hiểu, mình không cần bấm. Không phải ai đến đây chúng tôi cũng xúi là phải bấm đâu. Bấm với sự rung động, bấm với trách nhiệm, bấm với những gì nó hợp với nhau. Nào, suy nghĩ thật kỹ, nhìn về phía trước. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1, 2, 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Yeah. Chúng tôi đã nhìn thấy ngay từ đầu. Bởi vì á, là những cái cảm xúc ban đầu nó rất là quan trọng. Nếu gặp nhau nó có một chút gì đó mà nó thuộc về nhau, chúng ta cũng thấy được. Có một chút gì đó nó xa rời. Ngay từ đầu tôi đã nói là hai bạn là hai đường thẳng song song, thì chúng ta cũng muốn kết thúc ngay cái cuộc nói chuyện này ha. Mỗi người một tính cách, và anh nghĩ rằng là hai em nên cần làm bạn với nhau để chia sẻ với nhau, để hiểu nhau nhiều hơn, biết đâu chúng ta sẽ là người bạn rất thân với nhau, đúng không? Nói chung là để tìm cho em một cái đối tượng mà em thích đó, là tìm rất lâu rồi. Thích thể thao rồi yoga rồi tùm lum, để tìm rất lâu. Chúng tôi đã cố gắng kết nối hồ sơ gần như 60-70% hợp nhau rồi. Nhưng vẫn còn 30% các bạn không hợp nhau. Đó là số mệnh. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Chúc các bạn mỗi người sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Gạo ai nấy nấu, rau ai nấy xào. Dạ rồi, em cảm ơn chương trình ạ. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy lọc mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi, chúc các bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, một nửa mảnh ghép của mình. Yeah. Và hạnh phúc sẽ sớm đến với các bạn nha. Yeah, rồi, chúc cảm may mắn anh. Thành công. Yeah, cảm ơn các bạn. Yeah, cảm ơn trai vì chiếc vòng nha. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Cảm ơn em luôn nghe cưng. Em trải qua được 2 mối tình. Mối tình đầu là mối tình thời lúc còn đi học. Mối tình thứ hai tức là mẹ của con em bây giờ đó. Em ly hôn cách đây cũng gần 6 năm. Quan niệm của em là khi yêu thì em sẽ chấp nhận được mọi thứ rồi. Giữa dòng đời tấp nập, tôi chợt nhận ra rằng mình đang bị lạc lõng một mình. Giá như có ai đó hiểu cuộc sống của tôi, để biết rằng nó chưa bao giờ ổn, luôn luôn cần một ai đó ở bên. Có cái này nè, tôi để ý bữa nào tôi mặc áo sọc là nó sọc dưa luôn. Bữa Linh mặc áo sọc, cô Vân mặc áo dưa, màu dưa, thế là sọc dưa. Và bữa nay áo sọc, sọc xanh mà nó cũng giống dưa luôn rồi. Thôi, hôm nay một chút xíu buồn, nhưng mà không sao. Cuộc sống chúng ta không bao giờ mong muốn được là được cả. Mong rằng các bạn đến đây tham gia chương trình sẽ có thêm nhiều người bạn trên sóng truyền hình nữa. Biết đâu, ở ngoài kia, một thế giới thiếu nửa mảnh ghép. Hãy đến với chúng tôi để bấm nút cho những người chưa bấm nút trên sân khấu quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp ngay cặp đôi thứ nhì để xem họ có bấm nút hay không. Mời nhà trai. Được rồi, thấy đẹp trai à con. Dạ chào rồi. Mời nhà gái. Bắt tay cái mời nhà gái. Để đây cưng. Rồi bây giờ mời bạn trai giới thiệu lớn lên cho bên kia nghe luôn nha.
Xin chào Quỳnh Linh và chị Hồng Vân cùng bạn nữ bên kia. Chào em. Em tên là Đoàn Phi Hải, năm nay em 33 tuổi. Hiện tại là em nhân viên văn phòng. Làm ở đâu Hải? Công việc của công ty em ở Nhà Bè. Dạ, em sinh ra và lớn lên ở Thủ Đức. Rồi, còn em? Em tên là Phạm Thị Kiều Anh, năm nay em 35 tuổi. Hiện đang làm nhân viên kế toán ở một công ty chuyên về cung cấp phân phối xi măng á. Sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận em mấy? Làm, em làm ở Thủ Đức ạ. Dạ. Đúng quê bạn trai luôn ha. Gái lớn 2, trai lớn 1. Nhất được. Gái hơn 2, gì trai hơn 1. Bạn gái, điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Điểm mạnh của em thì là vui vẻ, hòa đồng, sống rất chân thật. Điểm yếu của em là có lẽ là sợ sâu. Sợ con sâu là sợ con gì nữa không? Mau quên hả? Dạ, mau đúng quên. Rồi. Em có sợ con gì không? Em thì tính cách của em thì cũng rất là vui vẻ, hòa đồng, hài hước lắm. Nhưng mà lên đây nãy giờ không dám hài. Thoải mái đi. Rồi. Điểm yếu là sợ rắn, các loài sợ con rắn. Dạ. Bên kia sợ con sâu. Nói chung là các loài động vật bò sát và khung chân thì nhìn sợ lắm. Thêm một cái điểm nữa thì là trí nhớ cũng hơi tốt, nhưng mà thường thì em chỉ quên những cái gì mà em không nhớ thôi. Còn có hút thuốc hay nhậu nhẹt gì không cưng? Dạ có, vậy em có hút thuốc, cũng biết uống bia tại công việc mình cũng phải. Dạ, có lầy không? Dạ không chị, dạ không chị. Bên đàn gái đường tình duyên sao rồi? Lúc trước thì em có hai mối tình. Mối tình đầu thì là yêu đơn phương thôi. Mối tình thứ hai thì em cũng quen được gần 2 năm. Anh đó là ở gần nhà, mai mối cho nhau. Và cái bữa đó thì tụi em cũng đi uống cà phê. Thế là em cũng thấy ảnh được rồi em cũng quen. Xong rồi thời gian quen nhau thì mới đầu thì em tin tưởng ảnh lắm. Thời gian sau đó, em mới thấy ảnh ngày càng thay đổi. Em không có hỏi nhưng mà kiểu như vô tình thôi. Mình thấy một cái tin nhắn nói là cái người con gái đó đang có thai. Thì anh đó hỏi là như thế nào. Cái xong rồi người con gái đó có thai rồi thì em chấp nhận chia tay để cho ảnh đến với người đó. Dạ. Tức là em là người chấp nhận rút lui trong cái mối tình tay ba này đúng không? Dạ đúng rồi. Là... rồi sau đó là bao nhiêu năm rồi? Chia tay được 4-5 năm rồi chị. Tức là có vẫn vơ người nào chưa? Thì em cũng có quen một anh, nhưng mà anh đó là người nước ngoài, ảnh là người Ấn Độ. Nói chung là em với anh đó thì do cái phần địa lý với lại cái ngôn ngữ không có thể đến được với nhau, cho nên hai đứa chia tay. Em trai, mấy mối tình rồi? Chia sẻ thật là em trải qua được hai mối tình. Mối tình đầu là mối tình đời lúc còn đi học. Mối tình thứ hai tức là mẹ của con em bây giờ đó. Em ly hôn cách đây cũng gần 6 năm. Con em đây học lớp 3, hiện tại là đang thi lên lớp 4. Ủa vậy là nó ở với hả? Em hả? Dạ đúng rồi ạ, dạ em gà chồng nuôi con. Trai hay gái? Dạ anh trai ạ. Bạn gái có ngại ngùng khi bạn trai đã có gia đình rồi chưa? Dạ không ạ, tại vì quan niệm của em là khi yêu thì em sẽ chấp nhận được mọi thứ rồi. Rồi vậy tốt rồi. Em nghĩ cái người bạn của em tiếp theo đây thì sẽ phải như thế nào? Em cần một người đàn ông là thật thà, tôn trọng nhau rồi. Anh Linh muốn chào hỏi gì gái. Kìa? Chào anh. Đàn trai đẹp trai cũng có trải qua lần đò rồi. Nhưng mà ảnh cũng sâu sắc lắm. Nãy giờ nói chuyện em biết rồi đó. Em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích cái tính không sạch sẽ. Anh này sạch sẽ lắm. Lúc nào cũng mặc quần trắng, áo trắng. Không, quần đen chứ quên. Rất là sinh viên. Em có giấy tờ ly dị chưa? Dạ có, em có chuẩn bị đi. Đưa anh coi coi. Chị Hồng Vân ơi, gửi giúp giùm em. Đây có mộc đỏ đàng hoàng nha. Giấy tình trạng, xác nhận tình trạng ly hôn. Phiếu lý lịch, trời đất ơi, xác minh không có tiền án tiền sự luôn. Mà ông kỹ ghê luôn á. Thực ra khi mà giấy người ta thứ ba là không có thiếu nợ luôn nè. Người ta đã lên chương trình này, người ta phải tin ta tưởng phải kỹ, vào đàn chương trai trình. Ta chuẩn bị kỹ lắm. Để cho thấy đàn gái thấy là đàn trai rất là chân tình đó. Chân tình. Nghiêm đó. Túc. Ba cái giấy nha, nhớ giao cho đàn gái giữ luôn đó. Tôi không có cần em cái này. Em còn cái giấy gửi ngân hàng, tôi gửi luôn cho anh luôn đi. Đó, cái đó thì tôi giữ. Chút đưa vậy đó. Giờ em mong muốn cái người bạn gái em phải ra làm sao? Thì em chỉ mong muốn kiếm được một cái bạn nữ nghiêm túc, hiểu và chia sẻ với em. Em nuôi con một mình từ lúc con mấy tuổi? Dạ hơn 3 tuổi chút rồi. Tại sao lại ở với em mà không ở với mẹ? Dạ, tại lúc ra tòa thì em giành quyền nuôi con. Nếu mà tỷ dụ bây giờ em có vợ mới á, thì cháu nó có sốc không? Em có sợ con nó sốc không? Thật ra thì không đâu chị, tại vì em lúc em đi đăng ký chương trình này tham gia đó thì cháu nó ở nhà cứ mở tivi cứ cành coi riết à, hỏi chừng nào tới ba rồi con chưa thấy ba lên tivi dậy này kia nọ. À vậy đó hả?
Anh nói thực ra là chỉ cần thương con của anh thôi. Đứa nào? Em thì thích con nít. Ở nhà thì những mấy đứa cháu của những người chị và người anh của em thì hầu như là em nuôi không à. Chị vấn đề đó thì chắc không vấn đề. Bây giờ em có muốn cái người bạn trai của mình phải đẹp trai giống ai không? Em thì thích cái mẫu hình giống như là anh Quỳnh Linh á. Cái tính ảnh thì giản dị, rồi nói chuyện thì khiêm tốn, suy nghĩ chín chắn. Có chín chắn không vậy? Dạ, lâu lâu nó khác luôn. Lâu lâu cũng khùng chút xíu. Chị nghĩ là bạn bên đây á, là cũng có được khoảng 80% giống như anh Quỳnh Linh rồi đó. Ừ, nên em đi với ai? Sếp của em với lại đồng nghiệp và người bạn thân của em ạ. Dạ, em kính xin chào ban biên tập chương trình cùng chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý khán giả. Em tên Hồng, đó là sếp của anh. Em có đôi lời nhắn với anh. Thì đối với anh này á, thì thật sự chị thấy về ngoại hình đó thì cũng như theo cái nhu cầu của em là anh Quyền Linh thôi. Dạ, không có nhiều. Về nhan sắc, về tính tình, về sự hiền diệu và cái nụ cười nữa. 10 điểm và cái điểm yếu của anh thì có thể anh hay tin người, sống hay cảm xúc một xíu. Thì sau này mà lỡ em với anh có bấm nút á, thì có gì nhờ em bên cạnh và chia sẻ động viên anh nhiều hơn. Em xin hết. Hay quá. Em đi với ai ạ? À? Dạ em đi với người anh họ của em ạ. À. Dạ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân đó, anh Quyền Linh. Em là anh của Đoàn Hải. Anh thấy bên đây cũng được. Nhưng mà vấn đề của Hải lỡ một đời rồi đó. Dạ. Nó có đứa con rồi, em có chịu chấp nhận không? Dạ, không sao anh. Dạ, anh cảm ơn em. Thôi hai em cũng cố gắng cho nhau cơ hội đi để tiến tới xa hơn ha. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn chương trình. Nhà trai nhà gái gì cũng rất là chân tình đó. Thôi bây giờ mở rào đi. Hãy nói chuyện với nhau thoải mái để cảm nhận nha, để hiểu nhau. Quay tới anh. Bắt đầu đi em. Em chào anh. Chào em. Thì từ nãy giờ giao lưu nói chuyện nhưng mà chưa gặp mặt thì tặng quà đi kìa. Dạ, em vừa định nói luôn, chị nhắc, cảm ơn chị. Đứng lên tặng quà đâu. Cho anh gửi em cái món quà nhỏ, quà gặp mặt. Dạ, mở ra đi con. Em có thể mở được liền không? Được, được, được. Một cái bộ đồ thôi. Có kèm với một cái lá thư. Đọc luôn nếu đó mà... chứ. Thôi để nhờ em đọc chứ. Rung quá. Dạ. Em đọc đi, chương trình không có gì giấu giếm á. Cái ấn tượng đầu tiên á, ví dụ như cái màu sắc cũng nói lên tính cách của em hiểu không? Đó đây nè, rất là dễ thương nè, đó. Tôi nghĩ là vừa đó Linh. Trời ơi, sexy vậy luôn á hả? Kính rồi mà. Ở dưới ngắn vậy luôn hả? Có quần sọt mà chị. Tức là em nói chung là bạn này á, thông qua vậy là thấy bạn cũng thoáng á nha, chứ bạn không có khó khăn gì nhiều không đâu he. Dạ. Yên tâm he. Ủa cái đó cái áo hay cái quần vậy? Áo quần sọt này, cái đầm mà đầm sọt á Linh. Đó. Rồi đọc đi, đọc cái thơ đi. Đọc cái giữa dòng đời tấp nập, tôi chợt nhận ra rằng mình đang bị lạc lõng một mình. Giá như có ai đó hiểu cuộc sống của tôi, để biết rằng nó chưa bao giờ ổn, luôn luôn cần một ai đó ở bên, nắm lấy tay mỗi khi tôi gục ngã, cùng chia sẻ, tiếp cho tôi nghị lực, một cái ôm giúp tôi vững bước và biết rằng mình vẫn được yêu thương. Hy vọng hôm nay tôi sẽ tìm được người đó. Em có thể ôm anh được không ạ? Trời ơi, ôi trời ơi, đây là tặng quà nè, tặng. Đây là món quà em tự tay làm tặng anh. Em có thể ôm anh cái thấy tự nhiên nó ấm áp làm sao á. Quay qua đây nè cưng, quay qua đây nè. Quay qua đây là anh ôm đó. À, rối. Rung, thành ra là rối mà không biết gì nữa. Rồi thôi hai đứa tự nói chuyện, tự cảm nhận đi. Cái khoảng thời gian làm việc của anh thì như thế nào anh hả? Hiện tại công việc của anh thì 50% là ở văn phòng, 50% thời gian còn lại là ở thị trường. Cái công việc của anh là điều phối chuyển phát, thì cũng làm giờ hành chánh thôi, nhưng mà có cái thì anh hiện đi rất là xa, ở Thủ Đức xuống Nhà Bè thì xong rồi chiều về thì lại kẹt xe thì nó hơi lâu, về hơi trễ. Thì nếu mà được, nếu mà mình có đến với nhau được thì cũng mong em đừng có nghĩ là anh đi chơi về trễ.
Khoảng thời gian anh chăm sóc con á, thì em cảm thấy nó có khó khăn không? Lòng thì nó cũng có một cái gì đó cũng khó, nhưng mà cũng nhờ mẹ, bà nội của cháu á. Quan điểm trong tình yêu của anh thì như thế nào anh? Quan điểm của anh thì chỉ là yêu là để cưới, chứ không phải là yêu để đó. Còn khi nào cưới thì phải tùy vào đối phương nữa. Anh có điều gì hỏi em không? Không em, đợi không. Dạ, giờ hết biết hỏi gì chứ. Rồi em tính sao? Tính là về ở chung nhà em hay là hai đứa mướn nhà hay như nào? Em phải nói chứ, hỏi đi. Hiện tại thì sau khi ly hôn thì anh đã bán nhà ở Thủ Đức. Anh hiện giờ nhà anh là ở Phú Giáo, Bình Dương, rất là xa. Nếu mà thì thỉnh thoảng thì khoảng trung bình khoảng ngày nghỉ, những ngày anh không đi làm á, ngày nghỉ anh sẽ về thăm con. Thì không biết cái khoảng cách địa lý Bình Dương gì với Thủ Đức thì nó rất là gần, nhưng mà khoảng cách địa lý giữa nhà anh với lại Linh Chiểu thì nó hơi xa. Thì không biết là em có một cái suy nghĩ gì hay là trở ngại gì hay không? Dạ không, thì ở Bình Dương thì nó cũng không xa lắm, chỉ cần là nơi đó có tình yêu, nơi đó là bình yên thì được. Ok em, cảm ơn em. Rụng tim chết. Nghe là rụng nụ luôn. Bây giờ em chốt lại một câu là trong lòng em thấy thế nào với cô gái? Dạ rất là hợp với những cái suy nghĩ của em. Để tay vào nút bấm đó các bạn. Đây vòng qua đây bé. Hỏi lại con tim của mình xem vấn đề có thật sự cảm giác một nửa yêu thương của mình thì chúng ta bấm nút nào. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Wow, hay quá. Trời ơi, cảm ơn em. Ở đây thật sự mà nói cô gái cũng rất là dễ thương, sẵn sàng như anh nói, đồng cảm, chia sẻ, cảm nhận. Chàng trai rất là thật tình ha. Trước mặt chúng ta sẽ là gia đình của cô gái và tất cả mọi người. Em nói điều gì đi. Dạ thì em cũng không phải là cái tiếp người gọi là ngôn tình cho nhiều. Thì em cũng xin phép nói một cái câu chân tình. Anh có thể mất việc, anh đi phù hộ, nhưng anh sẽ không phụ em. Ôi ôi, trời ơi. Nói câu cảm xúc của lúc khi nghe câu đó sao nè. Hy vọng là cái điều đó anh luôn giữ lời hứa. Không nụ hôn đầu tiên đi. Cho anh xin phép. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm đẹp đó, hãy giữ tất cả những gì mình đã nói ra và cố gắng nỗ lực nha. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, cắt khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đây giữ lấy hoa sen tinh khiết như thế này để em cầm cho.
ơi. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, dạ. Mau báo tin vui nha. Mau báo tin vui nha. Nha. Chúc xuống nắm sao anh chứ giờ không nắm được rồi. Cho dù có bao nhiêu đi nữa cũng tìm cách phải nắm tay nhau. Ông này ông hay làm khó người ta dữ lắm. Đó, phải có cách đó. Chứ. Rồi em nắm đi. Đừng vì vật chất rồi. Mà buông tay ra. Không, em nắm tay nè. Cỡ nào cũng được mà. Cỡ nào cũng phải nắm hết đó. Thưa quý vị, bạn Mỹ Hòa, mỗi câu chuyện có màu sắc khác nhau, mỗi câu chuyện có những cảm xúc khác nhau. Và chúng tôi không thể kềm nổi những cảm xúc đó, tôi muốn nói thật nhiều. Nhưng thời gian có hạn, tạm gác lại chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Và chúng ta nhớ khung giờ quen thuộc của chương trình đó, 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Để gặp gỡ những cặp đôi, để chia sẻ, để kết nối, để hạnh phúc được lan tỏa. Chương trình cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, Tinh Thần Thép đã tài trợ chính chương trình này. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Quen được một người 7 năm chưa một lần nào gặp nhau. Ủa đâu? Tới bây giờ em cũng không biết cô ở đâu. Trời đất ơi. Ô. Sở thích anh thích nhất là kiếm tiền. Anh thích kiếm tiền và anh thích sai những đồng tiền anh kiếm ra. Ví dụ nếu mà hai người quen nhau thì một tuần em gặp anh 7 lần. Còn lại là ngày thường là em bận hết. Gặp lại vào lúc 15h20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.